Shop Đàn Như Nguyễn xin chào quý vị và các bạn trở lại kênh Shop Đàn Như Nguyễn nha. Thì hôm nay Duy Nguyễn sẽ giới thiệu cho cả nhà mình mấy mẫu đàn mà Duy Nguyễn vừa gấp xong ha. Thì đàn Cẩm Lai, đàn Thùng Cẩm Lai. Thì mấy mẫu này thì cao cấp nha, tiếng khá là hay luôn. Thì Duy có test thử cho cả nhà mình nghe thử rồi ha. Bây giờ tí xíu nữa Duy sẽ bỏ lên một cái đường link cả nhà mình vô tham khảo nha. Thì mẫu Cẩm Lai đây, mọi người thấy Cẩm Lai này của Ấn Độ nha, nó tiếng rất là đẹp, nó đẹp hơn tiếng Cẩm Lai Việt Nam mình, nhưng mà cái mức độ bền của nó là rất là cao luôn, tại vì nó chịu được khí hậu các vùng miền nên là khá là ok ha. Thì ở đây riêng có hai mẫu cho nên mình lựa chọn về gỗ cây đàn thùng Cẩm Lai này. Thì nó thì đây là mẫu đúc kết 3 tầng, đúc kết 3 tầng ha. Đó nè, 1 2 3. Đó, 3 tầng. Tiếng khá là hay. Đấy. Còn cái này là mẫu bo tay ha, bo tay góc này và bo tay góc dưới. Đây riêng lấy cho cả nhà mình xem tham khảo thử nha. Đó, rất là đẹp. Rất là sang luôn, rất cao cấp luôn ha. Đó, thì mẫu đàn này thì có giá là 5 triệu nha cả nhà. Đó, mẫu đàn có giá 5 triệu. Thì cái này thì Duyên làm khóa đúc cho cả nhà mình hết nha. Khóa đúc đó, 5 triệu thì bao gồm mà tặng kèm bao da, bao phí vận chuyển và tặng dây si cua đó, 10 sợi dây si cua, phím khải hợp giác phím, chặn dây đó. Thì cả nhà mình nhìn thấy đây, những cái đàn cao cấp rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn ha. Rồi, thì bên cạnh đó thì Duyên cũng có bán những cái mẫu đàn đúc kết giá thấp, tầm trung. Đây, cái này là mẫu này là gỗ điệp ha cả nhà. Đây, trước mắt cả nhà là những mẫu gỗ điệp. Thì gốc thường là 1 triệu 9, gốc tốt là 2 triệu 3. Đó. Cái gốc thường là mình phân biệt gốc thường gốc tốt nha, cái này là gốc thường nha, cái này tốt nha. Đó. Tại vì cái đàn gốc tốt thì tiếng nó cũng khá là hay, cũng hay lắm. Đó. Thì cái nhà mình có nhu cầu thì cứ inbox Duyên sẽ test thử cho cả nhà mình nghe thử ha. Rồi Duyên giá tầm rồi tầm trung nữa thì mẫu đúc kết 3 tầng, nó gỗ cồng đỏ tầm đó. Đây nó cũng giống cái này thôi nhưng mà gỗ cầm đỏ. Đây Duyên quay cái này cho cả nhà coi thử nè. Cầm đỏ thì nó có giá là 3,5 triệu như thế nha, tiếng cũng khá là hay. Đây, cái gỗ đỏ tự nhiên ha, cầm đỏ đó 3,5 triệu. Rồi tiếp tục nữa thì cũng có những cái mẫu dòng đàn rẻ hơn. Cái này gỗ ép 900k, 21 phím. Còn này gỗ hồng đào 1,4 triệu, 1,3 triệu kèm bao da, phí vận chuyển nó là 1,4 triệu ha, phí vận chuyển là 1,4 triệu. Đó, thì anh em mình ở gần thì lại mình lấy thì khỏi tốn tiền phí vận chuyển. Rồi mẫu này hồng đào bóng lúa thì mẫu này là 2 triệu, nó tiếng cũng khá là hay lớn. À, rồi đàn tăng nhạc rất là nhiều ha, nhiều đàn. Cái nhà mình có nhu cầu thì ủng hộ cho Nguyễn nha. Rồi Duy Nguyễn nhắc lại số điện thoại Duy Nguyễn là 0987994759. Thì quý anh em mình có nhu cầu thì ủng hộ Duy Nguyễn nha.